Xin mến chào cô chú anh chị và quý vị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Và ngày hôm nay Vương trở lại cái hoàn cảnh của hai mẹ con bán vé số trên lề đường. Thì lúc trước thì Vương cũng có tặng cho gia đình một phần quà. Mình sử dụng những cái đồng tiền đó làm như thế nào rồi chị? Đầu tiên là lo cho con đi vào lớp 1, tươm tất đầy đủ hết, cũng như bao đứa trẻ mới ngày mới đến trường. Còn số còn lại là cũng có vốn để đi mua phế liệu, để cũng cố gắng để là ước mơ là có tiền để nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn. Rồi cũng ơn cũng cái phần các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh lúc cái khó khăn. Là mấy bữa giờ thì chị mua phế liệu được không chị? Nói chung cái ngày đầu mà ra quân lại khi cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ thì cũng mua được lon, sắt, nhôm hay những quạt hư và những vỏ xe máy cũ và những vỏ xe tải cũ thì một đi chiến rồi thì cũng được cả triệu. Là tiền lời á? Không, cái vốn mình bỏ ra 700-500 đi mình bán được 1 triệu. Thì mình cũng lời được vài trăm. Lời dời vài trăm. Bỏ 500 mà bán được 1 triệu là 500 ngàn luôn chứ vài trăm gì nữa thì... Lời gấp đôi luôn à. Nói chung là người ta gọi là phi thương bất phú mà cô chú anh chị. Thì may mắn là một điều là chị đây là biết kinh doanh buôn bán. Thì ngặt là một điều là chị không có vốn mà để đầu tư để làm ăn, thì cái cuộc sống của chị là phải chấp nhận nghèo và khổ và khó khăn. Nhưng mà thì cũng may gọi là một cái cơ duyên, Vương vào đây thì mới gặp được chị và biết được chị thì mới giúp được chị qua cái khó khăn đó. Nhưng mà mình đã cho con mình đi tới trường, lần đầu tiên tới trường con của mình có nói gì tới mình không cô ấy chị? Nó nói mẹ ơi, con được đi học mặc đồ trắng và đồ đẹp như các bạn, con vui lắm. Nói chung mình cũng không biết sao những đứa trẻ khác đi tới trường bỡ ngỡ còn khóc chứ con của mình là nó học nó rất là vui. Dạ, là cháu nó vào lớp 1 đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, rồi mình chi phí hết tất cả mọi thứ, là viện phí con ăn học và sách vở mình mua mới luôn chưa? Đúng, chính xác, chị lo hết từ anh mới cũng nhờ tiền tài trợ của các mạnh thường quân à. Em rất cảm ơn. Tầm khoảng có bao nhiêu tiền rồi chị có chia sẻ cho em được không? Được chứ. Những đó là sự thật mà, cho nên mình có thể công khai rõ ràng. Tiền học cho cháu á, là khi đóng vô hai cái bảo hiểm với phí đồ là 1,130,000. Sách vở mình lo quần áo, ba bộ quần áo đồng phục đi học á. Giày chu toàn hết, tất cả không thiếu cái gì là tầm 2,5 triệu rồi. Vậy là mình còn bao nhiêu mà mình để mua vi chai? Cũng còn 1,000,000. Còn 1,000,000. Thì mình vừa mua vi chai đủ không chị? Nói chung là cái vốn ban đầu mình không thể nào mà mình bung ra mình để tồn vài triệu được. Ví dụ như mình có 1,000,000 mình mua tầm khoảng 1 triệu đi và mình bán cái số đó mình kiếm lời. Mình bán kiếm lời. Còn 1,000,000 đó mấy bữa giờ là mình làm được lên được bao nhiêu tiền rồi? Nói chung chị tính chưa? Chị chưa tính. Chị tại chưa tính à? Cái vốn đó nó vẫn còn nằm để cho mình đi thu mua nữa. Tại vì mình có tiền nhiều thì mình đi thu mua mạnh những cái chỗ mà ví dụ như những cara chẳng hạn. Cara. Ví dụ sắt người ta có thể bán mà tính bằng tấn. Đó, thì cái đó mình có. Ví dụ còn nhỏ lẻ như lúc trước mà bên em chưa tài trợ cho chị á, thì chị đi mua ví dụ như ít lon, vài chục ngàn lon. Hay là đi lượm được thêm thôi. Chị có suy nghĩ là một ngày nào đó mình vào cara mình mua những cái vật liệu trong đó không? Chị đã từng đi vô mua là nhưng mà mua ít. Mà cái lúc khó khăn á là những cái mà kêu bằng cái nhỏ lẻ của cara đó người ta đã bán tổng thể rồi, và cũng những thứ còn lại á. Thấy hoàn cảnh của chị khó khăn á, người ta kêu vô mua ví dụ như là một tạ đi, người ta cho chị là 50 ký, người ta chỉ lấy tiền 50 ký thôi. Đó là cara dưới cả năm. Là một tạ, là người ta đưa một tạ mà lấy 50 ký thôi. Người ta tặng là lại vừa cho. Bán vừa cho. Đúng đúng. Dạ, không, cái này á, là những cái gì mình phải giấu, như là giấu ví dụ là những cái nhân viên đi,
không phải là mình nói xấu nha, những anh nhân viên giáo chủ muốn cho chị, hiểu không? Cũng có thể là bán rẻ, vừa bán vừa cho chị. Giáo chủ mà chị khai hết tất cả mọi thứ, rồi lỡ anh chủ đó mà biết được rồi đuổi việc anh đó thì sao? Nói chung thì chị cũng tâm sự với em thôi. Dạ. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó anh đó, anh vào cái video này anh rồi sẽ biết đó, cái... Nhưng mà anh chủ cũng thông cảm cho anh đó nha. Tại anh đó cũng có một cái tấm lòng rất là quý báu. Nhưng mà em không biết ai. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ coi được cái video này. Tại vì cái này là em phải phát sóng là tất cả mọi nơi ai cũng đều biết được và rồi ai cũng xem được cả. Thì chị thông qua chương trình thì chị cũng cảm ơn tấm lòng của em đó. Dạ. Rồi có cảm ơn ai nữa không? Cảm ơn em. Không, ý là cảm ơn những ai mà giúp cho mình mua dây chai. Ví dụ là những anh mà bán hàng mà tặng này kia nọ rồi đó. Cảm ơn gửi đến tất cả mọi người cái lời cảm ơn chân thành nhất. Cũng em cũng sẽ cố gắng để vượt qua cái khó khăn này, đưa vượt lên chính mình đi. Cũng cố gắng. Rồi mấy bữa giờ là chị có thấy cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn cái lúc trước không? Có em. Đỡ suy nghĩ hơn đúng không? Cái áp lực duy nhất là ngày con gần tự trường rồi mà chị không có cái số tiền để lo cho con đi học á. Dạ. Nói chung cũng may mắn là được gặp Vương. Dạ. Nói chung là cũng gọi là một cái duyên cơ. Tại vì tại sao mà cái thế giới này em đi gặp rất là nhiều người mà tại sao em gặp lại chị, em lại mở cái tấm lòng giống như là em thấy chị rất là đáng thương, rất là xót xa, rồi em mới ghé dừng chân lại. Nói chung là em đi trên cái con đường và em thấy như vậy và bà con cũng chia sẻ cho em như vậy, rồi em thấy như vậy em mới chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị để biết. Thì nói chung là mình gọi là một cái duyên mình mới gặp được nhau, tất cả ai cũng vậy đúng không chị? Đúng. Nói chung là mình có dự trữ, hiện tại giờ mình có dự trữ phế liệu để ở đây không? Nói chung chị cũng mới bán ngày hôm qua thôi. À, mới bán ngày hôm qua luôn. Mới bán ngày hôm qua. Cơm nhiều là bán á. À, cơm nhiều bán. Rồi hôm qua mình nhắm mình kiếm được bao nhiêu tiền? Nói chung là ngày qua thì cái hàng á ít hơn đợt trước. Đợt trước bán kiếm được 500 thì đợt này 300. Đợt này 300. Đúng là rồi. Là nó ít hơn tại vì là không có hàng mua hàng sạc. Mình nhắm là cái vốn lưu động của mình á. Tại cái hàng đây là hàng nằm. Mình không thể nào mà chôn vốn được. Yeah. Có nghĩa là mình cảm thấy hàng nhiều là mình phải bán này để lấy số tiền để mình mua hàng mới. Dạ. Yeah. Là thì... mình phải bán mình mua hàng mới. Đúng rồi. Yeah. Vậy là cái hàng bán là bữa đây là nó sẽ ít hơn. Là do mình là không có cái mối hàng hay là sao chị? Có, nhưng mà ngày hai ngày gần đây thì con cũng lần đầu tiên vào lớp 1 á. Là mình tập trung vô con. Đúng mình. Đúng rồi. Mình bỏ thời gian ra để cho con tới trường để cho nó không có bỡ ngỡ. Dạ. Hoặc là lo sợ. Thì ra nên... là vậy. Nếu không mà thường là chị bỏ bê công việc, không ráng phấn đấu cái cuộc sống của mình. Thì nói chung là cái cuộc sống của mình phải phấn đấu. Nếu mà không phấn đấu á thì nói chung là gọi là một cái duyên mình mới gặp được nhau thôi. Ví dụ mà mình hết duyên rồi không gặp nữa thì không bao giờ ai giúp được mình nữa đâu. Thì nói chung là mình đã có cơ hội thì mình nên nắm bắt những cái cơ hội đó để mình vượt lên chính mình, để vượt lên cái cuộc sống mình, để vượt lên mình khỏi khổ, khỏi nghèo nữa nha chị nha. Nên mọi người cũng thấy cái video trước á là em rất là rơi nước mắt, nhưng mà hôm nay là em tươi tắn hơn. Dạ. Nói chung cũng trải nghiệm được, cũng nhờ cái số tiền của cô bác anh chị đã ủng hộ cho em. Em cũng có số vốn làm ăn thì nó sẽ là tự tin hơn lúc trước nhiều. Dạ. Vậy là mình tự tin rồi, mình không có sợ ngại cái gì nữa đúng không? Dạ. Đó. Thì bây giờ là chị có cái tư tưởng là ví dụ một ngày nào đó mình vô cái cara ô tô mà mình thầu hết trong đó không? Nói chung mình thì mối ra thì nhỏ lẻ thì cũng không bằng những cái nhựa lớn. Mình chỉ là nhỏ lẻ thôi. Và ví dụ mà mình mở ra được cái nhựa lớn thì sao? Thì cái đó là ước mơ mà. Ước mơ hả? Ước mơ. Ai cũng có ước mơ hết đúng không? Dạ.
Tại cái nghề này mình cũng đi được 5 năm rồi. 5 năm. Tại sau khi mình bị tai nạn thì mình ngưng đi một thời gian. Ngưng đi thời gian. À, nhưng mà chị làm cái gì làm, mình nên giữ cái giữ gìn sức sức khỏe khỏe, nữa. đúng rồi. Chị biết điều đó. Mình giữ cái sức khỏe, mình mới kiếm ra được cái đồng tiền, mình mới lo cho các con của mình được, rồi lo cái cuộc sống của con mình nó phát triển lên. Còn mà mình không lo cái sức khỏe của mình thấy có tiền mình cứ làm, cứ làm. Một thời gian mình ngã nằm xuống thì mình suy nghĩ tiền đâu ra, thì mình lấy cái tiền làm đó mình nuôi cái bệnh của mình. Rồi cái bệnh mình đã nằm xuống rồi, ai lo Cho con mình con nữa. cái nữa, chị Dạ cũng đúng hiểu. rồi. Dạ. Vậy là chị hiểu, chị giữ gìn sức khỏe gì Rồi là chị rất là cảm tốt. ơn, rồi cảm Dạ ơn mà nhưng mà em. chị rất là lo làm nha cô chú anh chị nha. Thì hôm bữa thì Vương cũng thấy là chị á bán vé số những buổi mà nắng non rất là gắt luôn, thì rất là đáng thương luôn cô chú anh chị đó. Thì cuộc sống của chị thì lúc trước thì Vương cũng chia sẻ cho cô chú anh chị cũng hiểu và cũng biết rồi. Và ngày hôm nay em có một cái tin vui nữa em báo cho chị đó, tại vì Vương tới nhà ai là người đó có cái tin vui à. Đúng không chị? Nói chung là nói chung là có rất là nhiều người nói, nhưng mà làm cho Vương một cái động lực. Vương là thần tài đến rồi, Vương là ông bụp, Vương là ông tiên. Nhưng mà Vương cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị đã động lực cho Vương những cái bình luận rất là quý báu. Nhưng mà Vương chỉ là một người thường thôi, Vương chỉ cũng nhờ tới cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân trong chung tay với Vương để giúp đỡ cho bà con. Như hiện tại là cuộc sống của chị đây thành công thì em rất là vui mừng, và em cũng chúc cho chị là sẽ thành công hơn nữa nha. Rồi chị cảm ơn Đó. em nha, cũng Dạ. cũng nhờ em và các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho chị, và Dạ. chị sẽ cố gắng. Cái mục tiêu phấn đấu của chị là con của chị. Con của chị. Dạ đúng rồi. Thì mình nói chung là mình có tiền mình mới lo cho con Đúng. mình chứ. Còn mà mình không có tiền mình làm gì mình lo cho con của mình được, đúng không chị? Đúng Dạ. rồi em. Thì đó, thì cái cuộc sống của chị là lúc trước là không có chồng, thì chồng cũng ly dị đã lâu rồi. Cuộc sống không có cái giấy tờ hôn nhân thì không có bắt buộc ở chung cả, và chị cũng xích mích với anh trai, rồi giờ làm hò với anh trai chưa? Chưa. Bữa nào đó chị mua một cái món ăn ngon gì mình ăn, gọi là ăn gia đình đi nha chị nha. Mình ăn gia đình, có mẹ này, có anh này, coi thử anh thích ăn cái gì, mẹ thích ăn cái gì, mình mua một cái món ngon gì đó mình ăn, mình nói chuyện, rồi mình cũng xin lỗi anh một câu, kệ, mình là em mà, mình làm em mình xin lỗi không có sao đâu, tại vì anh em ruột mà, đúng không chị? Đúng. Mình xin lỗi đi, mình đúng cũng xin lỗi mà mình sai cũng xin lỗi, mình hạ người mình xuống, mình xin lỗi để được cái cuộc sống của mình, anh chị em trong gia đình và mẹ con được sống vui hạnh phúc. Mình không ở chung nhưng mà mình vui đó. Sau này mình không có hối hận cái chuyện gì cả, đúng không chị? Điều đó chị cũng nghĩ, tại chị cũng nghĩ là tháng sau là nhân dịp ngày giỗ của ba chị, thì chị cũng về rồi anh em cũng hòa thuận lại Dạ rồi, rồi. sẵn bữa đó thì thắp cho em cây nhang luôn nha. À, rồi chị cảm ơn. Dạ rồi, dự đoán là chị về làm gì nữa? Nói chung về thì cái trách nhiệm của người con để mình cúng kính cho cha mình đó, mình cũng góp một phần nào đó, cũng gọi là cái của người con trong gia đình. Là mình bổn phận người con, nhưng mà nhớ là cái nhiệm vụ làm hò với anh Rồi thì nha. cái đó là khi chị không về thao về là dĩ nhiên là anh em phải hòa thuận rồi. Dạ nói chung là tại vì Vương cũng muốn giúp cho bà con có một cái tư tưởng anh em hò đồng, tại vì Vương rất thích sống một cái hò đồng, tất cả ai cũng vậy, anh em bạn bè xã hội hoặc là gia đình hoặc là tất cả mọi nơi, thì Vương cũng thích là sống hò đình, hò 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 đều hết. Tại vì người ta kêu một câu, mình thêm một bọn người bạn thì bớt đi một kẻ thù, đúng không? Đó, mình đừng có hận ai, mình cũng đừng buồn ai, mình cũng đừng giận ai, mình ráng cố gắng lên nha chị nha. Nhưng mà đây là anh trai ruột của chị nữa. Và ngày hôm nay em tới đây là em báo cho chị một cái tin vui nha chị nha.
Thì có hai mạnh hùng quân là Bát Tư và Thiếm Tư thấy đồng cảm cái cuộc sống của chị và muốn giúp cho chị là có một cái gọi là một cái kinh phí để đóng góp vô để cho chị là mua bán phế liệu và làm ăn và kinh doanh lên cho cái cuộc sống mình khá lên một tí xíu và cho cái cuộc sống mình để có một cái kinh phí gì đó lo cho con mình và bản thân mình nha chị nha. Thì em sẽ đọc là Bát Tư Thiếm Tư 2,5 triệu là 100 đô của chú anh chị. Chú mình là 3 triệu. Tổng cái số tiền của mình là 5,5 triệu. Em gửi cho chị để cho chị có một cái kinh phí lo cho cái cuộc sống của mình, rồi có một cái số vốn chị có thể là mua nhiều hơn và lo cái cuộc sống của mình nó dễ hơn, nó nhẹ nhàng hơn nữa nha chị nha. Dạ thì Vương sẽ đọc lại nha. Bát Tư Thiếm Tư 2,5 triệu và chú Minh La ở Mỹ 3 triệu, tổng cái số tiền của mình là 5,5 triệu. Và đây thì em sẽ trao cho chị nha. Đây là một tờ 500. Thì Vương vừa cầm máy vừa ấy á, cô chú anh chị cũng thông cảm cho Vương nha. Và tờ nữa là 2 tờ 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, 4,5 triệu, 5 triệu, 500. Dạ chị có một cái lời nói nào với lại Bác Tư, Thiếm Tư và chú Minh La ở Mỹ hay không? Dạ em cũng có đau lòng. Là trước tiên là em cảm ơn chú Thiếm và cô bác anh chị ở Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đã tài trợ cho cái hoàn cảnh của mẹ con em. Và đây cũng là kinh phí để em sẽ cố gắng để vượt lên chính mình, để cho con em có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Dạ, rồi chị tính là một cái số tiền này mình làm gì nữa? Có thể mua cái xe R1. Xe đầu một là xe đầu một tầm khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung chắc tầm khoảng 3 triệu, 4 triệu đó thì chị cũng chưa biết. Có Dạ. thể mua xe cũ, nếu mà xe mới mà là kinh phí cao quá thì thôi, chị sẽ Dạ. mua xe cũ lại. Dạ. Có cái đó thì nó tiện hơn. Là mình chở được nhiều đồ Đúng, hơn. đúng rồi. Còn mấy bữa giờ là chị chở Bằng bằng cái xe chiếc máy. xe máy không? Dạ. Thì nó 2 bánh thôi cô chú anh chị. Và bây giờ thì chị ước mơ thêm cái đầu một để mình mua được nhiều hơn nữa đúng không chị? Dạ. Để cho nó vô luôn là để đi thu mua á, vô Dạ. giống như bao nhiêu nhiêu người khác kìa. Nhưng mà chị phải nhớ nha. Nhưng mà Vương ai thì Vương không dám nói, nhưng mà chị thì Vương tin tưởng. Nhưng mà chị ráng cố gắng chị nhớ. Mình tiết kiệm những cái đồng tiền, mình ráng cố gắng mình phấn đấu. Và ví dụ mình mua những cái gì thích hợp cái công Nó việc có của ý mình nghĩa, và ý nghĩa không để có cho phung mình phí cái đồng tiền mà để cô bác làm. anh chị đã giúp đỡ Dạ. em hiểu điều đó. Dạ. Và con cũng thay mặt cho chị và cảm ơn Bác Tư, Thiếm Tư và chú Minh La ở Mỹ đã giúp cho chị có thêm một cái kinh phí. Nếu mà chị cũng vương giúp một đoạn rồi thì bây giờ thì có một đoạn này nữa, một số tiền này nữa là chị cũng đỡ khá vả hơn tí xíu hơn chị ha. Đó, Chị sẽ cố thì gắng. dạ cố gắng cố lên nha chị nha. Rồi, chị Thì cảm nói chung ơn. là em cũng nghe một ráng cố gắng là em sẽ lắng nghe cho chị là một cái tin vui của chị, gọi là chị thành Thành công công là ha. em vui rồi Rồi. đó. Nói chung là em muốn giúp là người nào thì người đó thành công thì em rất là vui, còn mà em giúp mà không lo làm không lo ăn á, thì em rất là buồn Rồi, chị hiểu. đó. Nhưng mà em tin tưởng chị, em thấy chị lo làm lo ăn. Nếu mà không lo làm lo ăn thì bán vé số nửa đường làm gì đúng không cô chú anh chị? Và nắng non nữa. Nếu mà không lo làm lo ăn thì ở mát rồi. Nhiều khi bán vé số mà ngày đó ế quá, canh trưa không dám ngủ luôn, phải Không dám ngủ luôn đi hả? ngoài nắng để bán từng tờ vé số để đạt cái chỉ tiêu là cuộc sống để mẹ con đủ chi phí hàng ngày Dạ. Rồi thôi, bây á. giờ là mình
thấy vui hay là vui, thấy buồn? Vui, đợt trước là đã thấy vui, bây giờ thêm có thêm động lực nữa em càng vui hơn á cô bác anh chị. Dạ, bây giờ thì chị cũng ráng cố gắng lên nha. Thì bây giờ thì chắc là Vương xin phép Vương về luôn để cho chị nghỉ ngơi và chị chuẩn bị và chị đi bán vé số. Và chị còn bán vé số không? Còn. Vẫn còn hả? Đúng rồi, thì mình vừa bán kết hợp luôn, vừa bán và vừa mua vé liệu luôn, thì một công hai chuyện luôn. Hả chị ha? Cũng kết hợp vô để bán và em chị ráng cố gắng nha. Rồi, và chị, bây giờ thì chắc là cảm ơn Vương Phạm nữa nha. Dạ. Và bây giờ thì Vương xin tạm dừng cái video và cảm ơn một lời nữa thì cảm ơn bác Tư, Thanh Tư và chú Minh La, cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quý vị và mạnh thường Vương trong nước và ngoài nước đã cùng đồng hành với Vương, đã xem hết cái video. Và mong cô chú anh chị và quý vị hãy để lấy cho Vương một like, một đăng ký và một cái chia sẻ nữa, để cho Vương có một cái động lực Vương chia sẻ và giúp đỡ cho bà con như hoàn cảnh chị đây. Và bây giờ Vương xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.